Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự về sinh hoạt 40 năm người Việt tị nạn tại Âu Châu được tổ chức tại Thụy Sĩ do Quế Châu và Võ Thành Nhân thực hiện. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Quý Châu xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với anh Võ Thành Nhân để tìm hiểu về sinh hoạt 40 năm người Việt tị nạn Cộng sản ở Âu Châu. Quý Châu xin kính chào anh nha. Xin được chào Quý Châu. Dạ. Tên nhân Quý Châu được biết là ở Âu Châu người Việt của chúng ta ở Geneva hôm thứ Bảy có một buổi lễ. Vậy thì anh Nhân có thể cho anh biết về cái ý nghĩa đặc biệt của buổi lễ ngày hôm đó được không? Trước hết thì cũng xin thưa rằng là đây là một cái ngày luôn, chứ không, tức là bắt đầu từ buổi sáng cho tới buổi tối. Và cái chương trình này là mục đích chính của ban tổ chức là muốn thứ nhất là để đánh dấu 40 năm chúng ta tị nạn và chúng ta sinh sống ở tại các quê Âu Châu, tức là chúng ta từ bỏ quê hương khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Và cái thứ hai là ban tổ chức muốn nhấn mạnh rằng đây là ngày mà chúng ta có thể dùng cái ngày này để mà chúng ta tri ân hoặc là chúng ta nhớ ơn những cái tổ chức hay là những người đã có công giúp đỡ chúng ta trong lúc chúng ta vượt biên vượt biển. Và đó là cái hai cái ý nghĩa chính. Và cái ý nghĩa thứ ba nữa là cũng xin được ghi nhận ở đây là nhân cái cơ hội mà có cái ngày như vậy đó, để cho thấy rằng cái tuổi trẻ Việt Nam hoặc là những người Việt Nam họ gìn giữ được những gì mà chúng ta gọi là những di sản của chúng ta. Anh Nhân có thể cho Quý Châu biết là những thành phần ban tổ chức là ai á? Nếu mà chúng ta nói về ban tổ chức thì cũng thành thật mà nói, ban tổ chức là một cái sự phối hợp rất là đặc biệt mà bản thân của chúng tôi được biết là cái vai chính là cô Su Nam. Cô Su Nam là một cái tổ chức người Việt ở tại Geneva và có một cái sự phối hợp với lại người Thụy Sĩ. Và cái ông mà hội trưởng của cô Su Nam là người Thụy Sĩ. Và cô Su Nam đóng cái vai trò chính trong vấn đề tổ chức. Nhưng mà ngoài ra thì đến với lại Geneva đó thì SBTN cũng giữ một cái vai trò để mà giúp rất là nhiều. Đặc biệt cái này thì SBTN có gửi qua hai ca sĩ là Y Phương với lại Nhật Lâm để giúp cho cái chương trình văn nghệ. Chương trình văn nghệ đó nhằm nói lên được những cái ý thức của chúng ta trong lúc mà chúng ta đang có những cái vấn đề tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Thế nhưng ngoài những cái chương trình văn nghệ đó thì có những cá nhân hoặc là những tổ chức nào đã được vinh danh ở ngày hôm đó? Khi mà chúng ta nói những tổ chức được vinh danh thì ban tổ chức có ghi nhận những thành phần ở tại địa phương, những người Thụy Sĩ ở tại địa phương có công rất là nhiều trong vấn đề giúp để mà hình thành những cái tổ chức của người Thụy Sĩ ở tại cái nơi mà họ sinh sống. Nhưng mà chúng tôi nhìn thấy là 3-4 thành phần rất là quan trọng mà trong đó xin được chia ra là thứ nhất là những người giúp cho những người thuyền nhân ngày xưa đó là 3 con tàu. Một con tàu đến từ Đan Mạch, một con tàu đến từ Pháp và một con tàu đến từ Đức Quốc. 3 con tàu này đã được vinh danh và cái sự vinh danh rất là trân quý cái sự giúp đỡ của ba cái người chịu trách nhiệm của ba cái con tàu này. Và kế đến nữa là vinh danh tổ chức cao quỹ tị nạn và vinh danh hội Hồng Thập Tự, cái hội mà đã giúp cho những gia đình Việt Nam biết được thân nhân của họ ở đâu khi mà họ đi di tản và bị thất lạc, tức là trên đường đi vượt biển, vượt biên, đúng lúc mà Cộng sản vừa vô miền Nam đó, những người di tản đó. Thì đó là ba tổ chức, năm tổ chức lớn mà chúng tôi ghi nhận. Ngoài ra thì cũng nhân cơ hội này thì ban tổ chức cũng ghi nhận một số những thành viên người Việt Nam cũng có công trong cái vấn đề mà giúp đỡ những người Việt đang sinh sống ở đó qua Cô Su Nam. Quý Châu cũng được biết là buổi lễ ngày hôm đó được tổ chức từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya. Vậy thì anh có thể cho em biết là ngày hôm đó đã có những chương trình gì như thế nào? Lúc mà bắt đầu vô chương trình 3 giờ chiều đó thì ghi nhận là có những cái bài diễn văn đọc để mà chia sẻ cái cách của ban tổ chức muốn những điều gì, mong ước những điều gì. Và sau đó là một số những chia sẻ của những thành phần bộ trưởng của Geneva, có hai ông bộ trưởng đến, một ông đọc bài diễn văn, ông thị trưởng của Saconès là nơi có chúng ta có cái bia tưởng niệm thường nhân cũng có đến đọc để mà chia sẻ. Ngoài ra thì cũng có đại diện của các quốc gia mà người Việt của chúng ta đến từ các quốc gia giống như là ở Đan Mạch, ở Ra Mạch, ở Đức, ở Pháp và ở Bỉ, cũng có những người đến như vậy. Và có một cái nghi thức mà cũng phải thành thật mà nói, đây là một cái mô thức tổ chức mà chúng tôi nghĩ rằng trong 40 năm chúng ta ghi được cái mô thức này rất là hay, là tất cả những người đồng hương của chúng ta đến từ những quốc gia khác nhau như vậy, đến nơi
cái bia đài tưởng niệm của thiền nhân ở tại Geneva đó, họ có cơ hội để mà thắp nhang. Cái thắp nhang của họ nó mang hai ý nghĩa đặc biệt. Họ thắp nhang để họ tri ân đất nước của họ, và họ thắp nhang để mà họ cầu nguyện cho những người đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do. Cái ý nghĩa rất là đặc biệt, và tất cả mọi người đều có cơ hội đồng đều để mà cầu nguyện trước bàn thờ Tổ quốc. Và cái bàn thờ Tổ quốc được đặt ngay cái bia tưởng niệm thiền nhân. Vậy thì sau khi dự buổi lễ ngày hôm đó, thì anh Nhân có một cái ghi nhận nào đó của anh về những cái sự gìn giữ văn hóa của họ hay không? Khi mà chúng ta nói chúng ta đến tham dự một cái buổi lễ nào luôn luôn có một cái sự ghi nhận. Đây là ghi nhận riêng của một cái người đến từ Hoa Kỳ. Thì chúng tôi có những cái điều ghi nhận như sau. Thứ nhất là chúng tôi thấy được sự hợp tác của những người ngoại quốc, tức là những người không phân biệt là người Thụy Sĩ mà có những người Pháp nữa. Họ đến qua những cái chương trình văn nghệ, hoặc là họ đến qua những cái cung cách của những người mà giống thật tình với chúng ta. Họ ở đó từ sáng cho tới chiều tối. Họ đến không phải để đọc diễn văn rồi đi về. Họ đến họ chung vui với chúng ta, họ chia sẻ với chúng ta những cái vui và họ chia sẻ ra những cái điều buồn. Nhưng mà họ ở lại đó từ sáng cho tới chiều tối. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những người Thụy Sĩ cũng muốn gửi gắm cái văn hóa của họ vô trong cái văn hóa của chúng ta bằng cách là có những cái nghi thức của người Thụy Sĩ thổi những cái tiếng kèn thật là dài, truyền thống của họ. Đó là cái mà chúng ta ghi nhận. Và cái tiếp nữa là những người Pháp. Những người Pháp họ muốn cho thấy rằng tiếng Việt không chỉ trong những người Việt muốn gìn giữ mà thôi. Tiếng Việt còn được sự ưu ái của những người Pháp. Có những người mà chúng ta nhìn, người ta chúng ta tưởng là họ là người Việt Nam lai, nhưng không phải. Đó là những người Pháp. Họ là người da trắng có, người da đen có. Họ hát cái Việt Nam, họ hát dân ca Việt Nam để cổ vũ cho cái ngôn ngữ của chúng ta. Và kế tiếp nữa thì chúng tôi thấy được những ca sĩ mà đơn ca, hoặc là những cái ca sĩ mà có những chương trình rất vui hay những chương trình văn nghệ, thì nội dung những bài hát rất là hay, có một ý nghĩa rất là tốt cho chúng ta. Và đặc biệt nhất là tuổi trẻ ở bên Tây, tuổi trẻ những người trẻ ở Pháp, họ có cống hiến những cái chương trình văn nghệ rất đặc sắc. Những cái văn nghệ, chương trình văn nghệ đó cho thấy họ có một cái ý thức gìn giữ cái văn hóa của họ là một chuyện. Nhưng mà họ có một cái ý thức cho một cái ý hướng của Việt Nam trong tương lai nó tươi sáng hơn. Và có cái bài hát mà chúng tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đều sẽ thích khi mà chúng ta nghe lại là Thề không phản bội quê hương. Có nghĩa là những người trẻ như vậy, họ muốn gìn giữ cái điều gì đó tốt đẹp từ cái quốc gia của họ đang sinh sống và lớn lên cho đến quê cha đất tổ của họ. Cái chữ quê hương ở đây là tổ quốc của họ. Thì đó là rất là hay. Đó là cái ghi nhận. Nhưng mà cũng phải ghi nhận thêm một điều nữa là ban tổ chức họ chỉ có vài người thôi. Họ phải giúp cho tất cả những người đến từ các nơi xa về hai cái hầm trú ẩn phải mới có chứa được hết tất cả mấy trăm người đi về. Hồi xưa thì có đi tham dự một lần người UPR của năm 2014 thì chỉ có một hầm thôi, bây giờ tới hai cái hầm, những cái hầm mà chỉ có ở Âu Châu mới có, tức là hầm để chống những cái vũ khí nguyên tử đó. Thì những cái hầm này chứa, một hầm chứa được 150 người, thì họ phải có hai hầm cái này để chứa. Thì đó là cái phải nói rằng ban tổ chức rất là cực, họ có rất là ít người, nhưng mà họ xây sở rất là hay là họ điều động được rất là đông người để đi về. Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng phải khâm phục những người đồng ban tổ chức của 40 năm của người Việt ở tại Âu Châu mà do cô Su Nam ở tại Thụy Sĩ đã tổ chức. Dạ, tôi cảm ơn. Nhưng có một cái lời gì cuối cùng để mà nói với quý vị khán giả đang xem đài hay không ạ? Tức là xin được nói rằng là cuối cùng là những cái chương trình nó rất là nhiều mà chúng tôi quay được rất là nhiều thước phim, và hy vọng rằng là những chương trình kỳ tới đó thì có thể là chị Hồng Vân và SBTN ở tại Geneva sẽ gửi đến chúng ta những cái cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt, và sẽ có những anh chị để mà dịch từ tiếng Pháp và tiếng Việt để mà chúng ta có thể hiểu thêm được những cái tâm sự của người Thụy Sĩ đặc biệt đối với lại người Việt Nam của chúng ta, không riêng ở tại Thụy Sĩ mà đối với lại tất cả những người tị nạn đang sống cùng khắp thế giới. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với lại quý vị và với lại Quý Châu. Quý Châu xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và xin tạm biệt quý vị. Vào cuối năm 1978, trước thảm cảnh của thuyền nhân tị nạn Việt Nam, sáng lập viên của Hội Y sĩ Không Biên Giới và Hội Y sĩ Thế Giới là bác sĩ Bernard Kouchner đã cùng với một số trí thức và nghệ sĩ tại Pháp khởi xướng chương trình Một Con Tàu cho Việt Nam. Tàu được đặt tên là In the Lumière, đảo ánh sáng. Nhiệm vụ ban đầu của In the Lumière là cứu vớt những chiếc tàu của người tị nạn còn trôi dạt trên biển Đông. Nhưng dự định này bị chính quyền các nước trong vùng phản đối. Đảo ánh sáng đã được cấp tốc trang bị để trở thành một tàu bệnh viện với hơn 100 giường bệnh, 2 phòng máy quang tuyến, 1 phòng thí nghiệm, 1 phòng mổ
và nhiều phòng khám bệnh. Các thiết bị y tế được chuyên chở bằng đường hàng không đến cùng với 5 bác sĩ và một y tá thiện nguyện dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Bernard Kouchner. Ngày 19 tháng 4 năm 1979, tàu In de Lumière được thả neo ở trước đảo Bulow Bidong, nơi đang có hơn 34.000 người Việt Nam tị nạn. Phần lớn bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em được một thuyền nhỏ đưa từ đảo sang. Nhưng cũng có những người đã được cứu sống khi đã kiệt sức mà thuyền còn chưa đến bờ. Những người được mệnh danh là French Doctors, bác sĩ Pháp, đã liên tục trong vòng 10 năm hiện diện trên Biển Đông và đã cứu vớt rất nhiều thuyền nhân. Chúng tôi xin chân thành ghi ơn. Đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tin đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.